Khi mèo sợ yêu và run mèo TV gặp nhau sẽ như thế nào? Ai mà biết được. Mình đang đi xe đến gặp bé mèo nè. Ôi dồi, đi rất mấy tiếng đồng hồ, ít có mệt nha. Cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người có nhìn ra mấy người phía trước là ai không? Trời ơi, đã đi một mình thì thôi, tụi nó còn phát cơm chó. Hello, đứng sau cũng có nè. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Chào cậu. Và còn một người không thể thiếu đó chính là TNC TV. Hello cậu. Hello cậu. Trời ơi, ta nói hai đứa ngạt như nước ốc luôn. Mọi người coi cưng chớ kìa. Phép thuật win. Miễn tính ra cái bên mình coi thì tụi này thích quá. Chào một tiếng đi idol Phước Lộc. Idol Triệu Diêu. Hello mọi người. Tụi mình đã gặp nhau rồi nha mọi người ơi. Mẹ mẹ ngoài đây thương lắm. Hơn 7 tiếng rồi, chưa gặp cái trường hợp nào. Tụi mình đang đi ăn nha mọi người ơi. Đã xíu nữa mình đến thôi, mình sẽ quay cho mọi người coi nha. A few moments later. Hello mọi người, mình là mèo sợ yêu nha. Đây là Yumi TV. Đây là vỏ của mình nha mọi người. Trời ơi Quang, Quang ơi. Chào mọi người nha. Mình đính chính, đây là vỏ mình, không phải vỏ Quang nha mọi người ơi. Còn Tuấn Kha là người yêu của mình. À đi. Đây kênh YouTube của mình nha mọi người, đính chính là. Mèo ơi, mèo là cái gì của mèo? Mèo là cái gì ta? Ôi được rồi, rồi, biết rồi. Vỏ, mèo là vỏ. Tụi mình đang đi ăn. Đây. Chị Mom. Hello. Cô Mom TV. Đây là người yêu của cô Mom TV. Chán. Chán rồi bạn. Diễn viên lồng tiếng Cẩm Ly. Nơi mà tụi mình đang đi đó là quán sushi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nha. Khá là sang chảnh luôn. Đây là nơi hội tụ của gần hết các idol làm phim ngắn TikTok. Khúc này chị nhân viên ghi không kịp luôn bởi vì order quá nhiều. À, chán quá, mình bật lên like cho mọi người coi nha. Chứ không phải là mình khoe với mọi người là mình đi ăn nhà hàng xịn đâu. Ôi mình phải nói nhỏ nhỏ thôi chứ thấy tội cho mấy bạn suốt ngày phải ở nhà ăn cơm quá à. Quá là xịn sò các anh em ơi. Giờ mình sẽ ăn thử món cái gì ta, món này món gì? Sashimi cá hồi nha. Ok. Anh không nhò nha. Nhiều ốc không quen. Mình sẽ ăn thử và nêu cảm nhận cho mọi người xem. Lần đầu ăn cá sống luôn á. À thì cảm nhận là nó không ngon nha mấy bạn. Đừng có ăn phí tiền. Idol Run Mail TV. Nó là xinh luôn. Ăn xong rồi đi về thôi. Niềm vui trở nên trọn vẹn khi mình đi ăn mà không phải trả tiền. Ta nói vui gần chết. Bye bye. Hẹn gặp lại, bye bye.